Mấy tao này? 10 tao. À dạ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, thuộc địa chỉ là Cầu Giản, Linh Giang, Hải Dương, chuyên bán các loại dòng giản âm thanh nghe nhạc. Vâng, thì bây giờ cũng đã là hơn 10 giờ tối của ngày 17 tháng 3 năm 2021. Thì tôi đang có mặt tại nhà anh Phước tại To Khê, Phú Thụy, Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Thì anh Phước là một khách hàng cũng rất là yêu âm thanh, và cũng bên cạnh ngay là nhà Bác Đông, một khách hàng cũng cách đây một tuần trước là có mua một bộ dàn Kenwood 5i trên cửa hàng của chúng tôi. Thì anh Phước thì cũng rất là nhanh thôi, thì sang nhà Bác Đồng chơi thì cũng rất là, anh ấy mặc dù đã yêu âm thanh trước rồi và nhìn đến những dòng dàn thì anh rất là thích, và cũng điện thoại cho cả chúng tôi và nhà cửa hàng là tư vấn và chọn cho anh một bộ giá tiền khoảng trên 10 một tí đấy. Rất là hài ước. Thế thì sau những cái thời gian tôi cũng tư vấn này thì cũng chọn lựa, thì tôi đợt này thì chúng tôi về một lô dàn hầu hết là toàn những cái dòng dàn Kenwood 5i thôi. Thì tôi đã tư vấn cho anh Phước là bộ 5i, bởi vì là những cái dòng tôi có nhiều thì tôi chọn nữa rất là dễ. Và hiện tại đây là xin giới thiệu các bạn, đây là anh Đông, khách hàng mua bộ 5i. Còn anh Phước còn đang ngắm một cô tiên mà tôi đã mang từ quê hương Linh Giang, Cầu Giàm Linh Giang đến nhà anh Phước lắp đặt. Đây các bạn quan sát, một bộ dàn mà phải nói là để ý thật kỹ, bật 8 cái flash điện thoại này không nhìn một vết xước nào. Dàn bãi thế nhưng mà trông như mới. Anh Phước anh ấy nhìn bộ dàn anh bảo là đây là mà là dàn bãi à? Anh mắng tôi quá. Anh bảo dàn bãi gì mà trông như mới. Và đấy là một niềm rất là vui trên cả chúng tôi. Các bạn quan sát, tôi sẽ quay cái bộ dàn các bạn quan sát đây. Không một vết xước. Người ta bảo là không tì vết các bạn, không tì vết. Và âm thanh của bộ dàn thì tôi cũng đã lắp đặt xong, cũng như là hướng dẫn cách kết nối giữa TV hoặc điện thoại cho anh Phước rồi. Còn đường optical thì hiện tại thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Trong mấy thứ hai là tôi cũng hướng dẫn cách chỉnh về dàn để anh Phước có thể là tìm hiểu hết. Trước mắt là anh ấy đang hoang mang bởi không ngờ là được một bộ dàn cực kỳ đẹp các bạn ạ. Một bộ dàn mà anh cũng không có một lời nào là phê bình, và hiện tại tôi cũng chưa thấy có một lời khen, thì chắc chắn là anh ấy đang hoang mang quá. Thì anh Phước anh bảo là thế thì tình hình là sau này có cái gì thì hướng dẫn qua Zalo mình, có đơn giản thôi, bởi vì là nếu anh chưa hiểu hết các chức năng thì tôi sẽ hướng dẫn anh qua Zalo, cũng như là để anh có thể là hiểu thêm cách sử dụng dàn với những cái chức năng mà rất là nhiều chức năng trong bộ dàn mà nhiều các khách hàng người ta chưa biết đến. Vâng, thì bây giờ cũng là tối muộn rồi thì tôi cũng sẽ làm clip rất là ngắn thôi. Và nếu quý vị và các bạn mà cần cửa hàng của chúng tôi là tư vấn này và chọn lựa cho những bộ dàn đẹp với giá tiền từ 2 triệu đến 34 triệu thì các bạn có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi qua hai số điện thoại. Số đầu tiên là 0982760098 và số thứ hai là 0936808363. Đây là hai số điện thoại trên cửa hàng của chúng tôi là đều có Zalo, thì các bạn có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua Zalo, thì chúng tôi sẽ chụp ảnh này và báo giá những cái bộ dàn mà quý vị và các bạn chúng ta yêu thích. Còn bây giờ thì tôi cũng xin tạm dừng clip tại đây. Thì trước khi dừng clip thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đăng ký ủng hộ kênh và có những ý kiến đóng góp để giúp cho cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện hơn trong lĩnh vực bán hàng. Thì bây giờ cũng là buổi tối muộn rồi, tôi cũng xin chúc cho gia đình anh Đồng, anh Phước cùng toàn thể các bạn là có những giây phút là vui vẻ bên cạnh bạn bè, người thân và gia đình. Vâng, xin chúc cho quý vị và các bạn là có giấc ngủ ngon và mơ thật nhiều những giấc mơ đẹp. Còn riêng anh Phước ngày hôm nay thì anh đã có cô tiên rồi, thì nên là anh ngủ thật là ngon. Và ngày mai mơ về những cái điều khác, bởi vì là anh bảo là đẹp như tiên, mộ dàn của nó là cực kỳ đẹp. Vâng, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình clip tiếp theo.